Ngày xưa, khi loài người mới được hình thành, trần gian chưa được sắp xếp ổn định. Các vị thần Xuân, Hạ, Thu, Đông không thể quản hết, nên cùng lên thiên đình tâu với Ngọc Hoàng. Thưa Ngọc Hoàng, trần gian bây giờ không ổn định được trật tự. Chúng thần dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể lo ổn thỏa mọi việc. Chuyện cụ thể là như thế nào? Các thần hãy mau nói cho ta nghe. Bẩm Ngọc Hoàng, con người dưới trần gian không phân biệt được thời gian, nên thường xuyên nhầm lẫn giữa các mùa. Từ đó họ gieo trồng sai thời điểm, mùa màng thất bát. Và khi đến phiên trực của thần, con người lạnh và đói, nhưng không có đủ lương thực để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt. Họ còn nhầm lẫn về tuổi tác, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau, đến khi không ai chịu ai. Nhiều khi xảy ra chiến tranh, cuộc sống con người rơi vào lầm than. Vậy các thần có giải pháp gì không? Thưa Ngọc Hoàng, hay là người tạo thêm vài mùa, nhân gian sẽ dễ bề nhận biết thời gian hơn? Không được. Nếu có quá nhiều mùa, việc thay đổi thời tiết khí hậu liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến cho con người càng khó thích nghi hơn. Thưa Ngọc Hoàng, mỗi năm dưới trần có 12 tháng, hay là người hãy chọn ra 12 con vật để cai quản các tháng trong năm. Như thế vừa giúp loài người phân chia thời gian, vừa xác định được tuổi tác của họ. Đề nghị này rất hợp lý, nhưng thế gian nhiều loài vật như vậy, ta nên chọn loài nào đây? Thưa Ngọc Hoàng, thần có đề nghị này, người hãy nhìn xem. Đúng rồi, rồng vàng quả là loài vật xứng đáng nhất. Hãy mau triệu tập rồng vàng lên thiên đình cho ta. Rồng vàng nghe lệnh, xét thấy người là loài vật trí dũng song toàn, có phẩm chất tốt, nên ta sẽ cho người đứng vào hàng ngũ 12 con giáp, cai quản một tháng trong năm ở trần gian. Tạ ơn Ngọc Hoàng đã tin tưởng. Ngoài ra, ta giao cho ngươi nhiệm vụ phải nhanh chóng xuống trần, tìm đủ các con vật còn lại để mùa xuân năm sau lên thiên đình nhậm chức. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi đứng đầu 12 con giáp. Còn nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ bị xử tội theo luật nhà trời. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, thần đã hiểu. Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được, hãy trao những tấm thiệp mời này đến những con vật xứng đáng, và tấm thiệp sẽ chỉ đường cho các con vật tìm đến cổng trời. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta sắp trở thành thủ lĩnh của muôn loài rồi. Mình biết phải mời ai tiếp theo rồi. Rắn ơi, em có nhà không? Rắn ơi, anh có tin này muốn cho em hay. Anh đến đây không có ác ý, em hãy mau ra gặp anh đi. Không có ác ý? Vậy do ai mà tôi ra nông nổi này? Chúc mừng chủ nhân. Chí chí. Làm tốt lắm. Cuối cùng thì hôm nay tao có thể báo thù rồi. Là do ngươi tự dẫn xác tới nha rồng vàng. Chủ nhân, thì ra đây là kẻ thù không đội trời chung mà chủ nhân hay nhắc đến à? Chí chí. Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ quên chuyện hắn đã từng đối xử tệ bạc với ta. Người tham lam. Sao bỗng nhiên mưa to vậy nè? Mau vào bờ với bà con ơi. Mau lên, mau lên. Ủa quá vậy? Ủa quá vậy, màu đen bay trên trời kìa bà con. Giết nó. Giết nó đẹp lên. Giết nó. Giết nó. Các người dám coi ta là quái vật? Được, thì hôm nay quái vật này sẽ trừng trị loài người các ngươi. Đen. Anh theo anh. Tại sao em lại đánh phá loài người? Anh không thấy hay sao? Con cản em. Lũ người tham lam đánh bắt họ hàng thủy tộc chúng ta cả ngày lẫn đêm, giết hại cá tôm. Em phải dạy cho con người một bài học. Trời đất phân chia vai trò mỗi loài mỗi khác. Những người đó có sai vì đánh bắt dư thừa, nhưng em cũng không được lạm quyền giết họ.
Nếu chẳng may Ngọc Hoàng biết chuyện, nhất định sẽ giáng tội em đó. Em không sợ, em thấy con người không xứng để cai quản trần gian. Loài rồng mạnh mẽ còn hơn loài người. Thì ra là em tự thấy mình tài giỏi hơn loài người. Nhưng mỗi loài đều có sứ mệnh riêng đã được đất trời sắp đặt. Em không nên so sánh như thế. Rồng đen, em đi đâu đó? Lũ người đáng ghét. Các ngươi có tài cán gì mà đòi cai quản chốn nhân gian? Nước biển đang dâng cao, mọi người mau di chuyển lên dùng cao. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Em có ngưng không? Tại sao em vẫn không nghe lời nói? Anh là đồ hèn nhát. Nếu anh sợ, không dám xoán ngôi của loài người, thì hãy để em ra tay. Đừng cản em. Chừng nào anh còn sống, anh sẽ không để em làm hại con người đâu. Lý tưởng khác nhau. Vậy thì nay chúng ta cắt đứt tình anh em. Ra tay đi. Em, vậy em đừng trách anh. Anh sẽ thả em ra nếu như em chịu ăn năn hối lỗi và đừng làm hại đến loài người nữa. Em hứa. Em Trần Giang phải cho rồng đen này cai quản là anh đã ép tôi. Thần kính chào Ngọc Hoàng. Rồng đen, người dám làm hại con người, mưu đồ đảo lộn trật tự trần gian, tội của người thật đáng chết. Thưa Ngọc Hoàng, rồng đen còn nhỏ nên suy nghĩ nông cạn, cầu xin người rộng lượng miễn tội chết cho em ấy, để em ấy có thể ăn năn hối cải. Được rồi, nể tình ngươi có công ngăn cản rồng đen làm hại nhân gian, ta sẽ tha tội chết cho rồng đen. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tội chết có thể tha, nhưng ta sẽ tước đi sức mạnh của loài rồng, để hắn trở thành loài rắn không chân, mãi mãi chỉ có thể bò trường mà thôi. Không! Từ ngày đó ta đã thề, nhất định sẽ trả mối thù này. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ngươi! Chuột! Sống lên! Em cũng biết khả năng của em bây giờ không thể nào đấu lại anh. Sao em không nghe anh nói lý do anh đến tìm em? Nói xong anh sẽ đi ngay. Chủ nhân, hay là chúng ta nghe hắn nói xem sao? Được, người nói đi. Hôm nay người tới đây có chuyện gì? Ngọc Hoàng giao cho anh trọng trách tìm 12 con giáp, chia nhau cai quản 12 tháng trong năm ở Trần Gian. Mùa xuân tới sẽ lên thiên đình nhận chức. Anh đã chọn em, nên mang thiệp mời đầu tiên của Ngọc Hoàng đến cho em. Có nó, em có thể dễ dàng đi qua cổng trời. Thật vậy à? Làm sao tao biết ngươi không gạt ta? Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Từng lời anh nói đều là thật. Không tin thì em... em cứ cầm lấy tấm thiệp. Quan hô chủ nhân! Chủ nhân đã thôi miên được con đồng ngốc này rồi. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, khi ta đang thôi miên thì phải câm miệng lại. Lần sau thì đừng có trách. Dạ, thuộc hạ xin lỗi chủ nhân. Xin lỗi chủ nhân. Đúng là thiệp mời của Ngọc Hoàng. Nếu có thể đứng đầu 12 con giáp, vậy thì tất cả loài vật phải tôn ta làm thủ lĩnh rồi. Rồng vàng, ta hỏi ngươi, vậy những tấm thiệp mời còn lại đâu? Lấy ra cho ta coi. Các tấm thiệp ở đây. Thời của ta đến rồi. Chúc mừng chủ nhân. Nhưng liệu thuộc hạ có thể dự hội trên thiên đình với người được không? Loài chuột yếu ớt như ngươi mà cũng đòi trèo cao à? Thiệt là nực cười. Chủ nhân, thuộc hạ không dám nữa ạ. Xin tha cho thuộc hạ. Xem ngươi kìa, cái đồ chuột chết nhát. Chỉ có dòng họ nhà rắn của ta mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ 12 con giáp thôi. Rõ chưa? Dạ, dạ. Mình nhất định phải có tấm thiệp dự hội nhà trời. Ê, con chuột kia, ngươi làm gì vậy? Có tin ta cắn chết ngươi không? Rồng Giang,
anh tỉnh dậy đi. Ngươi không thoát khỏi ta đâu. Làm sao đây? Chuyện gì thế này? Anh Đông Giang, anh bị rắn thôi miên nên mất ý thức. Hắn còn tính cướp những tấm thiệp và hại chết anh. Chạy mau lên. Nguy rồi, nọc rắn lan rất nhanh, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh phải trốn đi thôi. Anh Trọng, nhanh lên, lối này. Người đã trúng độc rắn của ta rồi, không chạy thoát đâu. Tình phản bội, các ngươi sẽ trả giá. Cảm ơn cậu chủ. Chúng ta nhanh đi thôi, khúc cây này không ngăn cản được rắn lâu đâu. Anh đang bị trọng thương nên lánh đi thì hơn. Tôi sẽ cố gắng bay khỏi đây. Cậu giúp tôi thế này, e rằng rắn sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu bám lên lưng tôi đi, mau. Độc rắn cực kỳ nguy hiểm, cũng may tôi biết cách chữa trị. Anh Rồng ở đây nghỉ ngơi, đợi tôi chút. Anh Rồng, anh đỡ hơn chưa? Cảm ơn cậu chuột, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Cũng may nhờ cậu cứu mạng. Anh không sao là tốt rồi. Nhưng vì sao cậu lại giúp tôi? Chẳng giấu gì anh, trước nay rắn luôn ỷ mạnh hiếp đáp loài chuột nhỏ bé chúng tôi. Để sống yên ổn, tôi đành chấp nhận trở thành thuộc hạ của hắn. Dù giúp rắn không ít việc, nhưng chưa bao giờ hắn ta đối xử tử tế với tôi cả. Tôi không ngờ rắn lại sống tệ bạc như thế. Cậu tuy nhỏ bé nhưng lại hiểu biết, thông minh hơn rắn rất nhiều. À đúng rồi, để cảm ơn anh cứu mạng, tôi xin mời anh mùa xuân tới lên thiên đình, để thành một trong 12 con giáp, cùng nhau cai quản nhân gian. Ôi, tôi không nằm mơ chứ. À, không đâu, cậu xứng đáng mà. Cảm ơn anh Rồng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng hẹn. Loài nhỏ bé như mình, làm cách nào để đấu lại những con vật khác đây? Hay là mình theo Rồng Vàng? Mình phải tranh thủ đi tìm các con vật khác thôi. Bây giờ anh tính đi đâu? Vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà. Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Bây giờ tôi phải đi tìm các con vật còn lại, kẻo không kịp. Gặp lại sau nhé. Ê khoan, anh Rồng ơi, tôi thông thuộc tất cả ngõ ngách trong khu rừng này. Hay là để tôi cùng đi tìm các con vật còn lại với anh? Nếu được vậy thì tốt quá, mình đi thôi. Ngoan, gặp ta là sợ hãi vội quỳ gối rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ai sợ ông chứ? Là do ông hù tôi mà thôi. Muôn loài đều sợ ta cả. Ta chính là chúa tể đường xanh. Chúa tể à? Vậy ông có chạy nhanh hơn tôi không mà đòi làm chúa tể? Ngươi nghĩ ngươi chạy nhanh hơn ta sao? Tất nhiên. Ông không thấy chân tôi dài và khỏe thế này à? Vậy chúng ta hãy cùng thiết chạy đến vách núi. Nếu người thắng, ta sẽ cho ngươi làm chúa tể khu rừng này. Nếu người thua, ngươi sẽ bị ta ăn thịt. Đồng ý không? Được, tôi sợ gì ông chứ. Cái chức chúa tể này nhất định sẽ thuộc về tôi. Để rồi xem. Ngươi sẵn sàng chưa? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Được, vậy ai đến vách núi trước thì sẽ chiến thắng. 1, 2, 3, xuất phát! Vách núi kia rồi, mình sắp về đích rồi. Ôi, là vùng lúng. Nguy rồi. Sao vậy? Chân người khỏe đó mà, sao bây giờ không nhấc khỏi bùn lầy được hả? Thấy ông chạy chậm quá nên cố tình dừng lại thôi. Được, vậy ta không cách sao. Hẹn gặp ở vách núi. Không xong rồi, mình
mình mà không thoát khỏi đây là thua cọp mất. Cứu với! Có ai không? Có ai không? Ồ, cháu ngựa! Cháu làm sao vậy? Bác Trâu ơi! Bác giúp cháu với! Cháu bị kẹt ở vũng bùn này không ra được. Tôi có cách. Một, hai. Ngươi đã chấp nhận thua chưa? Đồ ngựa non háo đó. Nếu không gì sai vào bùn lầy thì tôi có thể đã thắng. Đừng nói nhiều. Thua là thua. Ngươi phải trở thành bữa tối của ta. Xin tha mạng. Cứu với. Cứu tôi với. Ngươi kêu nữa đi. Sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Có ai không? Cứu tôi với. Dưới vách núi có ai đang kêu cứu? Mình tới đó xem nào chủ. Ngựa đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đến cứu ngựa nào. Kìa anh Đồng, vết thương do rắn cắn của anh còn chưa khỏi hẳn. E rằng không phải đối thủ của cọp. Với lại khu rừng cũng có luật lệ riêng của nó. Hay là mình cứ ở vách núi quan sát xem tình hình thế nào. Xin ông tha cho tôi lần này. Tôi hứa từ nay sẽ không đòi làm chúa tể Sơn Lâm nữa. Muốn rồi. Ta chạy cách đoạn đường dài cũng hơi đói bụng rồi. Anh cọp ơi, tôi bảo này, ngựa thì có bao nhiêu thịt đâu. Sao anh không bắt con vật còn to hơn anh mà ăn? Hỏng sướng hơn sao? Lão, trong khu rừng này có ai to lớn hơn ta chứ? Vậy mà tôi vừa gặp nó đây nè. Nó cao lớn hơn anh, khỏe hơn anh. Nó còn nói... còn nói... Nó nói cái gì? Nói mau! Nó còn nói... hễ gặp anh cọp ở đâu thì nó sẽ ăn thịt anh ở đó. Vì vậy nên tôi mới tìm đến anh để dặn anh phải cẩn thận nè. Dẫn ta đến gặp nó mau. Ta nhất định sẽ ăn thịt đó. Vậy sáng mai tôi sẽ dẫn nó đến đây. Nhưng đổi lại anh không được ăn thịt bạn ngựa nữa. Được, nhưng nhớ, nếu ngươi lừa ta thì cả hai người đều phải làm mồi cho ta. Hiểu chưa? Tôi có gan trời cũng không dám lừa anh nữa. Vậy hẹn anh sáng ngày mai. Chị ngựa không sao chứ? Tôi không sao. Cũng do tôi tự cao, ý mình có chân dài khỏe mà không quan sát kỹ đường chạy, vậy nên mới thua cọp. Thôi, chị đừng có tự trách mình nữa. Tôi đã có cách giúp chị. Cảm ơn cậu thỏ. Nhưng có thật là có con vật to lớn khỏe mạnh hơn cả cọp không? Cái gì? Không được đâu. Cọp nhất định sẽ không tha cho cả tôi và cậu. Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi. Không việc gì phải trốn. Chị ngựa đừng quá lo. Chỉ cần có niềm tin chúng ta sẽ thành công. Nhưng chúng ta cần thêm sự giúp đỡ. Chị cứ yên tâm đợi tôi ở đây. Tôi sống nhiều năm trong khu rừng, chưa bao giờ nghe có con vật như thế. Kỳ lạ thật. Vậy chúng ta cứ đợi xem hình dáng con vật đó ra sao. Coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Bác đã nghe thỏ kể lại rồi. Mọi người đến đây để giúp cháu đó. Ngựa đừng lo. Có mọi người hợp sức lại, nhất định sẽ cứu được em. Nhưng nếu hợp sức lại, liệu chúng ta có đánh thắng cọp không? Mình không dùng sức mà sẽ dùng mưu. Bây giờ chị cứ nằm xuống, chỏng bốn chân lên trời, mắt nhắm nghiền, giả bộ như đã chết. Ai làm gì cũng không được cử động. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi và mọi người lo. Hình như là cọp đang đến. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Có bác ở đây, cháu sẽ không sao đâu dê. Hãy mạnh mẽ lên cậu bé. Dạ, cháu cảm ơn bác Trâu. Được rồi, mọi người nhớ hãy thật bình tĩnh và làm theo kế hoạch. Chuyện gì vậy? Ngươi bị làm sao? Anh cọp đến rồi à? Sao anh không đến sớm một chút? Chị ngựa bị con vật to lớn kia hại chết rồi. Nó đã làm gì ngựa? Khi nãy nó chỉ búng tay một cái là ngựa đã lăn đùng ra chết rồi nè. Ôi, chị ngựa thật tội nghiệp à. Ngươi nói cái gì? Nó
bung tay là ngựa như vậy luôn hả? Đúng vậy, chưa hết đâu. Nó lớn đến mức chỉ cần bước đi là cái cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó đó, nó chuẩn bị tới đó anh cọp. Cái gì? Vậy vậy nè. Con cọp kia, tao đập cho ta, tao đói bụng rồi. Thôi, anh cọp ở lại đấu với nó nha. Tôi chạy trước đây, tôi không muốn thiệt mạng giống chị ngựa đâu. Cũng may mình nhanh chân chạy thoát. Tại sao trong khu rừng có con vật to lớn như vậy mà trước giờ mình không biết ta? Chúng ta làm được rồi. Yeah. Bác đã nói rồi mà, cháu làm tốt lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cũng may Thỏ nhanh trí, nghĩ ra mưu này mới lừa được cọp đó. Là nhờ mọi người cùng nhau hiệp lực, chúng ta mới làm cọp sợ đến bỏ chạy. Nhưng nếu cọp biết mình bị lừa thì sao đây? Tốt nhất là mọi người thấy cọp ở đâu thì nên tránh đi, không nên hơn thua làm gì. Ngựa nè, cháu cũng đừng nên thi chạy hay là thách đấu với cọp nữa. Dạ, cháu biết lỗi của mình rồi. Chào mọi người. Chào anh Rồng và Chuột. Hai người đến đây có việc gì à? Đêm qua chúng tôi ngủ trên vách núi đằng kia, đã biết hết việc các bạn lừa cọp và cứu ngựa ra sao rồi. Các anh sẽ không nói lại với cọp chứ? Không đâu, sao tôi lại làm thế? Tôi thấy các bạn nhỏ bé hơn con cọp, nhưng lại rất thông minh, gan dạ, đoàn kết, nên mới xuống đây muốn kết bạn với mọi người. Thì ra là vậy. Chẳng giấu gì mọi người, tôi đang trên đường tìm các con vật tài đức để mời lên Thiên Đình dự hội, trở thành các con giáp cai quản trần gian. Trời đất ơi, lên Thiên Đình dự hội hả? Vì vậy, tôi muốn mời tất cả mọi người, mùa xuân tới, hãy lên trời để được Ngọc Hoàng ban chức. Cảm ơn anh Rồng đã tin tưởng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng vào mùa xuân. Hay quá, chó tôi nhất định sẽ làm cho thật tốt. Bác cũng sẽ không quản cực nhọc, cố gắng hết sức. Ngựa tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi cũng sẽ rèn luyện chăm chỉ. Cảm ơn Đồng Vàng nhiều lắm nha. Anh Đồng Vàng ơi, em yếu đuối hơn các anh chị, lại vụng về, không biết mình có được tài cán gì để dự hội. Anh ở trên vách núi nhìn xuống, thấy em vô cùng dũng cảm, vì vậy em rất xứng đáng để tham gia hội nhà trời. Chị là con gái còn chẳng sợ gì. Đây chính là cơ hội để em thể hiện bản lĩnh của mình, đem vinh quang về cho dòng họ nhà dê của em chứ. Đúng rồi, vậy em sẽ ra sức tập luyện mỗi ngày. Tốt lắm, tôi vẫn còn phải đi tìm thêm đồng đội để đưa thiệp mời. Mọi người có biết ai thông minh tài giỏi nữa không? Chỉ cho tôi với. À, hãy đến mời bác mèo thông thái đi. Bác ấy nổi tiếng uyên bác và thông minh nhất trong khu rừng này. Bác mèo còn có võ công cao cường, cả khu rừng này ai cũng nể bác ấy hết á. Vậy thì tôi phải đến tìm bác mèo mới được. Nhưng nhà bác mèo ở đâu? Nhà bác mèo ở tận trong rừng sâu, đường đi rất khó. Hay là để tôi dẫn anh Rồng và Chuột đi cho nhanh. Tốt quá, cảm ơn cậu Thỏ nhiệt tình giúp đỡ. La 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 la, ta là ngựa, ta chạy rất nhanh. La 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 la, la 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 la. Ngựa? Không thể nào, rõ ràng khi nãy mình thấy ngựa chết rồi mà. Ở tập trước, Thỏ cùng các con vật trong rừng hợp sức bày mưu khiến cọp run sợ bỏ chạy. Ngựa may mắn thoát nạn. Rồng thấy được sự thông minh, đoàn kết của các con vật nên đã gửi thêm 6 thiệp mời. Thỏ gợi ý cho rồng đi tìm mèo. Thế nhưng sau đó, cọp biết mình bị lừa khi phát hiện ngựa vẫn còn sống. Cọp vô cùng giận dữ. Chuyện này là sao? Nói mau! Tại sao ngươi vẫn còn sống? Khốn hồn thì nói thật đi! Nếu không thì... Thật ra con vật to lớn kỳ lạ mà ông thấy là do các bạn tôi đóng giả thành. Các ngươi dám gạt ta!
họ lại tới nữa rồi kìa. Được lắm, thằng nhãi thọ, chính ngươi đã bày trò lừa ta, ta nhất định sẽ tính sổ với mày. Cậu thỏ, hãy bám lên lưng tôi, cùng bay đến nhà bác mèo cho nhanh nào. Nhà bác mèo nằm dưới những tán cây rậm rạp, nếu bay trên trời sẽ rất khó nhìn thấy. Chúng ta chịu khó đi bộ một chút sẽ tới ngay. Thỏ kia, ngươi dám lừa ta? Anh cọp nói gì tôi không hiểu. Ngươi đừng có giả nai nữa. Nai đâu, tôi là thỏ mà. Anh cọp sợ quá nên mắt mờ rồi hả? Im lại, các ngươi là ai? Tôi là Rồng Vàng, còn đây là bạn chuột. Chúng tôi đều là bạn của thỏ. Chào Rồng Vàng, dù ngươi có là bạn của thỏ, nhưng đây là chuyện riêng giữa ta và thỏ, không liên quan gì ngươi. Thỏ kia, ta vừa thấy ngươi vẫn còn sống, nó không bị con vật to lớn nào búng tay mà chết hết. Mau đền bữa tối cho ta. Vậy sao? Hồi nãy rõ ràng tôi và anh đều thấy ngựa ngã chỏng cẳng rồi mà. Nhưng giờ ngựa chưa chết mà chạy mất thì cũng không thể trách tôi. Ngươi không nói nhiều, mau đền mạng. Để tâm phục khẩu phục, tôi với anh thi đấu. Nếu tôi thắng, anh không được phép làm phiền tôi và các bạn nữa. Nếu tôi thua, tùy anh xử lý. Ngươi dám đấu với ta? Một mình ngươi hả? Đúng vậy. Được, càng đảm lắm. Kìa thỏ, cậu không phải là đối thủ của cọp đâu. Đúng đó, cọp sẽ xé xác cậu cho mà coi. Không sao đâu, tôi đã có cách. Anh cọp, nghe nói các cơ bắp ở tay anh rất khỏe, chúng ta hãy thi đánh trống nha. Bây giờ, hãy xem cái cây đằng kia là cái trống. Ai đánh vào cây mà phát ra âm thanh to hơn thì người đó thắng. Tưởng thi gì khó. Thi như vậy thì ngươi chuẩn bị nộp mạng cho ta đi. Không biết thằng nhãi này có đang giở trò gì không đây. Mình phải cẩn thận mới được. Để các ngươi không nói ta ý mạnh hiếp yếu, ta nhường ngươi thi trước à. Được thôi, vậy tôi thi trước đây. Sức ngươi chỉ có như vậy thôi hả? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đánh hai lần nữa đó. Sức tôi chỉ có thế thôi, đến lượt anh đi. Mở mặt to ra mà nhìn, giỡn cái tai của ngươi mà nghe ta biểu diễn đây nè. Hay sao? Thấy sức mạnh của ta chưa? Tôi chưa nghe rõ lắm, anh có thể đánh lại lần nữa không? Dám phá chỗ ông nhà ta hết, chết nè, chết nè. Đừng có chết, đừng có chết cho bà. Ôi, anh cò bị sao vậy? Ông thỏ kia, ngươi lại lùa ta. Cậu thỏ thật thông minh, hạ gục được cọp mà không cần tốn tí mồ hôi nào. Cách của cậu hay thật, tôi tin với trí thông minh của cậu, chắc chắn cậu sẽ đứng vị trí cao trong 12 con giáp. Không đâu, thông minh phải kể đến bác mèo. Giỏi quan sát và nhanh trí như thỏ, tôi khâm phục cậu rồi đó. Thôi, chúng ta mau đến nhà bác mèo đi. Hôm nay tập đến đây thôi. Bác mèo không khai ơi, bác có ở nhà không vậy? Ai đến tìm ta thế này? Là cọp đây bác mèo ơi. Cọp à, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Bác mèo thông thái ơi, tôi uất ức dữ lắm. Bác phải lấy lại công bằng cho tôi mới được. Không thì cậu là tôi không muốn sống ở trong khu rừng này nữa đâu. Ngươi là chúa tể Sơn Lâm, có chuyện gì không thể giải quyết được? Vậy mà chú tể Sơn Lâm như tôi lại bị bắt nạt tay to, người này thương thích luôn. Ai có gan bắt nạt ngươi, mau kể rõ sự tình cho ta nghe nào. Loạn thỏ bắt mèo, nó lừa tôi hết lần này tới lần khác, khiến tôi bị ông dính, đến giờ mình bị sưng qua trời qua đất luôn rồi. Là thỏ bắt mèo thông thái, bác là người công bằng, nguyên bác nhất khu đường này.
bác phải làm chủ cho tôi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là Thỏ đây. Ở tập trước, cọp bị thỏ lừa trong cuộc thi đánh trống vào thân cây, khiến toàn thân bị ong chích. Tức giận, cọp tìm đến nhà bác mèo thông thái để nhờ phân xử công bằng. Cũng tại đây, cọp bất ngờ gặp lại thỏ. Chính con thỏ lừa gạt khiến tôi bị ong chích đó bác mèo. Thỏ, cẩn thận. Cọp à, dừng tay lại. Người không được làm vậy trong nhà của ta. Không được làm vậy trong nhà của ta, rõ chưa? Dạ tôi biết rồi, bác mèo tha cho tôi. Cháu cảm ơn bác mèo. Bác mèo, bác phải phân xử công bằng. Vậy thỏ mà tôi suýt mất mạng mấy lần luôn á. Thỏ, chuyện có đúng như lời cọp nói hay không? Đúng là cháu có lừa anh cọp, nhưng là do anh cọp suốt ngày đòi ăn thịt các con vật trong rừng, cháu bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế để cứu các bạn mà thôi. Cọp, có đúng như vậy không? Dạ, chuyện này dài lắm. Là do ngựa khiêu chiến với tôi trước chứ bộ. Tôi làm chứng lời thỏ nói là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Các ngươi là ai? Sao lại đến đây? Đây là anh Rồng Vàng và bạn Chuột. Nhờ cháu dẫn đường đến tìm bác có việc. Ngươi tìm ta có việc gì? Các người đâu phải ở vùng này. Tôi tuân lệnh Ngọc Hoàng, tìm 12 con giáp để cùng nhau cai quản trần gian. Biết bác mèo thông thái, tài giỏi, tôi cất công đến đây để gửi thiệp mời cho bác. Mong bác mèo có thể đến dự hội nhà trời vào mùa xuân tới. Ta thật không biết nói gì hơn. Cảm ơn cậu đã tin tưởng. Nhất định ta sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho nhà trời. 12 con giáp cai quản trần gian hả? Chẳng lẽ nào lại không có cọp ta? Còn khúc mắc giữa cọp và thỏ? Tôi đã biết lỗi của mình rồi. Từ nay tôi sẽ không bắt nạt các bạn trong khu rừng nữa. Cậu thỏ, chúng ta làm què nghe. Anh cọp nói thật chứ? Cọp biết lỗi là tốt rồi. Thỏ, vậy cháu cũng làm què với anh cọp đi. Đừng tìm cách lừa nhau, hại nhau làm gì. Chỉ cần anh cọp đừng đòi ăn thịt cháu hay các con vật khác là được. Cháu đâu có thích hơn thua với ảnh. Thỏ, tôi thề nghe, tôi không bao giờ gây chuyện với cậu nữa. Sống chung trong một khu rừng, các loài vật phải biết yêu thương, đoàn kết mới phải. Cứ tranh giành hơn thua thì thời gian đâu mà học tập để nâng cao hiểu biết. Thiếu hiểu biết sẽ phạm sai lầm, rồi khi thiên tai ập đến không biết đường đâu mà chống đỡ. Ai nấy đều đồng thuận, quá giải hận thù như vậy thật là tốt quá. Anh Rồng, tôi danh là chúa tể sơn lâm, sức mạnh hơn nhiều loài, muốn đóng góp một chút sức mình để cùng anh cai quản trần gian. Không biết tôi có thể dự hội nhà trời được không? Không được. Chuyện này cậu thỏ còn giận tôi hả? Tôi thật lòng biết lỗi của mình rồi mà. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cọp đã biết ăn năn hối lỗi, thỏ đừng nên hẹp hòi. Là cọp giả giờ ăn năn để được dự hội nhà trời. Anh Rồng Vàng, anh nhất định đừng mắc bẫy của cọp. Tôi thật lòng ăn năn, sao để cậu tin tôi đây? Theo như bác thấy, cọp có tài, có sức khỏe. Nếu không cống hiến cho nhà trời thì quá là uổng phí. Rồng Vàng, cậu nên cho cọp một cơ hội đi. Bác mèo đã có lời thì đây. Tôi gửi anh cọp tấm thiệp mời đến dự hội nhà trời. Mong rằng anh sử dụng sức mạnh vào việc có ích. Nhất định là vậy rồi. Nhất định ta sẽ đứng đầu 12 con giáp. Xem lũ các ngươi còn dám giỡn mặt với ta không. Ê, đồ cọp giả tạo. Thỏ, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Cháu cảm ơn bác mèo lần nữa. Là bác đã quá tin lời cọp, suýt chút nữa là hại cháu rồi. Tiếc là một khi thiệp đã ra thì không thể lấy lại được. Thôi, chuyện đã lỡ rồi,
anh đừng nên tự trách mình. Ta sẽ chăm chỉ luyện võ công, đến ngày dự thi sẽ cho cọp một bài học nhớ đời. Vậy hẹn bắt mẹ ở thiên đình. Xin tạm biệt mọi người, tôi còn có việc phải làm. Cháu cũng xin phép ra về để chuẩn bị, mùa xuân cũng sắp tới rồi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là chuột nhỏ bé, e rằng không đủ sức đấu lại các con vật khác. Không biết cháu có thể ở lại nhà bác để học võ được không? Được chứ, ta sẽ dạy võ cho cậu. Nhưng ta có cái tật ham ngủ, hễ mà ngủ say thì rất khó thức dậy. Đến ngày dự hội, nhờ cậu hãy đánh thức ta dậy, có được không? Dạ được, cháu hứa sẽ ngoan và làm theo lời bác dặn. Vậy là ta chỉ còn thiếu một con vật nữa thôi. Phải nhanh nhanh đi tìm, mùa xuân sắp đến rồi. Ở tập trước, mèo và rồng tưởng cọp đã hối lỗi nên đưa thiệp mời cho cọp. Tuy nhiên, vừa đưa xong thì cọp trở mặt, đá bỏ một cái chí mạng. May nhờ bác mèo cứu thoát chết. Chuột thấy bác mèo vừa thông thái, vừa giỏi võ nên xin được ở lại học tập. Trong vàng tiếp tục hành trình tìm kiếm con vật cuối cùng để đủ 12 con giáp. Âm thanh gì nghe hay quá. Mặt trời lo thức giấc, chào buổi sáng tinh khôi. Xin chào cậu gà. Tiếng gáy của cậu nghe hay thật. Tất nhiên rồi, tiếng gáy của tôi to và hay như vậy mới đánh thức mặt trời dậy được chứ. Thì ra tiếng gáy của cậu diệu kỳ như vậy à. Đúng rồi, lúc nào tôi cũng thức dậy vào tờ mờ sáng để gáy thật to. Có như thế thì mặt trời mới ló dạng. Vậy ngoài gáy ra, cậu còn biết làm gì khác nữa? Tôi hả? Tôi biết nhiều thứ lắm. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bay nhảy, bơi lội, cái gì tôi cũng giỏi. Vậy thì cậu biểu diễn cho tôi xem mở mang tầm mắt có được không? Được, xem tôi đây. Cậu gà giỏi quá. Ý, cậu không sao chứ? Ui, có gì mà trăng với sao? Tôi từng bay đụng cả mặt trời đó chứ. Xét ra thì anh ta cũng là kẻ có tài năng đây. Mình sẽ mời thêm anh ta nữa là hoàn thành nhiệm vụ đủ 12 con vật. Vậy anh đến tìm tôi có chuyện gì? Chẳng giấu gì anh, tôi được Ngọc Hoàng ra lệnh tìm đủ 12 con vật tài trí, thông minh để cai quản nhân gian. Tôi xin gửi thiệp mời cho cậu, mùa xuân tới hãy lên thiên đình để được ban chức. Ôi, vậy là anh tìm đúng người rồi. Từ lúc sinh ra, tôi đã luôn biết mình sẽ có một sứ mệnh cao cả. Đã đến lúc tôi có thể phô diễn tài năng cho thiên hạ biết rồi. Vậy hẹn gặp cậu ở thiên đình. Tạm biệt cậu gà. Cuối cùng cũng đã tìm đủ 12 con vật. Mình mau về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng thôi. Cuối cùng, Trong Giang cũng đã tìm đủ 12 con vật theo yêu cầu của Ngọc Hoàng. Tất cả đều hăng say luyện tập, mong thể hiện tài năng trước Ngọc Hoàng. Chúng ta chuẩn bị lên thiên đình thôi nào. Đi thôi. Ủa, các bạn có thấy dê ở đâu không? Biết ngay mà, dê chắc còn đang ở nhà nhõng nhẽo với mẹ. Hôm qua nó nói từ nhỏ đến giờ chưa xa nhà, giờ đi tích lên thiên đình. Nhớ mẹ chắc rồi. Tào Công, cậu nhanh nhẹn đến nhà tìm dê đi. Nhanh lên, chúng tôi đứng đây đợi. Ê, thôi con không đi nữa đâu. Xa mẹ con chịu không có nổi. Đi mãi thiên đình, chẳng biết bao lâu mới được về với mẹ. Con trai mẹ cũng lớn rồi. Dê, đi nhanh lên, mọi người còn chờ mỗi mình cậu đó. Nè, đừng có nói là cậu nhõng nhẽo, nhớ mẹ nên không đi nha.
Ồ, mình chưa đi đã nhớ mẹ đó thì sao? Cậu giỏi thì đi với mọi người đi. Mình chưa lớn, chưa cần phải làm việc gì ra ngoài. Vậy bác tính sao? Nếu bác không muốn cho dê đi thì thôi, con xin phép đi đây. Khoan đã Thỏ, đợi một chút. Nè con trai, ai cũng phải lớn lên, làm việc theo sứ mệnh của mình. Con đi mẹ cũng sẽ nhớ con. Nhưng mẹ chịu được, mẹ tin tưởng là con sẽ đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Con đã hứa với rồng thì phải thực hiện lời hứa. Mấy nay con đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Nếu trên đường đi mà nhớ mẹ thì hãy dùng cái này. Con no rồi, con đi đây. Chắc không sao đâu, vì có cả bác trâu chăm sóc tụi con rồi mẹ. Giỏi lắm con trai, con hãy tin tưởng vào việc mình làm. Và nhất là hãy tin tưởng vào bản thân con, nắm bắt cơ hội nha. Cứ ngủ ngon nha bác mèo thông thái. Tôi đi lên thiên đình đây. Thưa Ngọc Hoàng, Tần đã tìm đủ các con vật theo yêu cầu của người. Tốt lắm. Nhưng mà tại sao ở đây chỉ có 11 con vật thôi? Đúng là chỉ có 11. Thiếu ai vậy ta? Anh Rồng Vàng ơi, không thấy bác mèo thông thái ở đâu hết. Đúng rồi, chuột, cậu có gọi bác mèo dậy không? Bác ấy ham ngủ thì tôi để cho bác ấy ngủ thôi. Tôi đã dặn trước là hôm nay đến ngày lên thiên đình mà bác ấy vẫn ham ngủ. Cậu đã hứa với bác ấy. Rồng Vàng, ngươi đã không làm tròn trách nhiệm được giao phó, ngươi đáng tội gì? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã gửi thiệp đủ cho các con vật. Nhưng có lẽ là mèo đã ngủ quên à. Không có nhân nghĩa gì hết. Vì ngươi không hoàn thành trách nhiệm nên không có tư cách đứng đầu 12 con giáp. Đồng thời ngươi sẽ phải chịu phạt. Đáng đời ngươi. Anh cả Rồng Vàng, có lẽ Ngọc Hoàng nên loại anh ra. Ở tập trước, Rồng mừng rỡ vì đã tìm đủ 12 con vật để mời lên thiên đình đúng hẹn đầu mùa xuân. Không ngờ chuột khôn lõi không gọi mèo dậy. Ngọc Hoàng trách mắng và cho rằng Rồng Vàng không xứng đáng đứng đầu 12 con giáp. Dạ thưa Ngọc Hoàng, để không chậm trễ thời gian, thần đề nghị hãy cho Rồng Vàng lấy công chuộc tội trong vòng một nén nhang. Nếu Rồng Vàng tìm đủ con vật còn lại thì được miễn tội, còn không thì sẽ bị sét đánh để trừng trị. Được, Rồng Vàng nghe lệnh. Trong vòng một nén nhang, hãy mang lên thiên đình một con vật để đủ 12 con giáp. Nếu chậm trễ sẽ bị phạt sét đánh. Nghe rõ chưa? Thần xin tuân lệnh thưa Ngọc Hoàng. Nhà bác mèo ở tận rừng, lại sống trong hang sâu. Dù mình có bay tới thì sợ cũng không kịp. Phải làm sao bây giờ? Con heo này chắc cũng được hơn một tạ, lấy thịt được rồi. Trời, con heo này nó mạnh quá. Phụ thế giới, bắt được mày rồi. Mày trốn đi đâu hả? Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tội nghiệp cậu heo quá. Nóng quá, nóng quá. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mình phải giúp cậu ấy mới được. Đuổi theo, nhanh lên, nhanh lên. Đuổi theo, đuổi theo. Ôi, anh Rồng Vàng. Cậu chạy nhanh lên. Sao bỗng nhiên mưa lớn rồi lại ngưng ngang như vậy? Đúng là kỳ lạ thiệt đó. Trời ơi, con heo chạy mất tiêu rồi. Mau đi tìm đi. Trời, tức thiệt chứ. Chắc là thoát nạn được rồi. May quá. Cảm ơn anh Rồng Vàng cứu mạng. Không có anh, chắc giờ
tôi thành heo quay rồi. Sao mà nóng dữ vậy nè? Trời ơi, cái đuôi của tôi, cái đuôi. Không sao rồi. Cũng may là có anh. Mà anh bay đi đâu vậy? Nguy rồi, bây giờ mà mình tới nhà bắt mèo cũng không kịp. Heo nè, tôi đang bay đi tìm con vật để mời lên thiên đình cho đủ 12 con giáp trình diện Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ cai quản trần gian. Anh đi cùng với tôi nha. Tôi không có ham việc cai quản trần gian đâu, tôi chỉ thích ăn và ngủ thôi à. Anh tìm cho kỹ đi, con heo mập đó không có chạy xa được đâu. Cho tôi đi với anh đi. Ở đây chắc tôi thành heo quay quá. Vậy ta đi thôi. Anh sao vậy? Bị đau ở đâu à? Không phải, tôi đói quá anh Rồng ơi. Tôi không còn chút sức lực nào hết. Vậy anh đợi ở đây, để tôi đi kiếm gì cho anh ăn. Anh Rồng Vàng ơi, sao anh còn chưa về nữa? Lần này ngươi xong đời rồi Rồng Vàng. Tắt rồi. Tội nghiệp Rồng Vàng quá đi. Bẩm Ngọc Hoàng, nén nhang đã tàn mà Rồng Vàng vẫn chưa trở về. Xin người hãy giáng tội cho Rồng Vàng. Ngon đi mà. Cảm ơn anh Rồng. Anh ăn khỏe thật đó. Ăn nhanh lên, để còn bám chặt vào lưng tôi. Tôi tăng tốc đây. Thiên Lôi đâu? Hãy mau chuẩn bị thi hành luật nhà trời. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh Rồng đang cõng heo về tới. Chào mọi người. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm được con vật cuối cùng, chính là heo ạ. Vậy là ta đã tạm đủ 12 con vật. Con heo mập này mà cũng đòi cai quản trần gian. Thưa Ngọc Hoàng, dù Rồng Vàng thực hiện được yêu cầu, nhưng đã quá thời gian một nén nhang. Rồng Vàng, dẫu ngươi đã tìm đủ 12 con vật, nhưng chậm trễ thời gian, ta phạt ngươi 30 đòn sét đánh để răn đe cho muôn loài. Thiên Lôi, mau xử phạt Rồng Vàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, là do anh Rồng cứu tôi, lại cho tôi ăn, cho nên mới về trễ. Xin Ngọc Hoàng phạt nhẹ. Tuy heo ham ăn, nhưng thật thà ngay thẳng, dám đứng ra xin cho người đã giúp mình. Thôi được rồi, ta chỉ phạt Rồng Vàng 5 đòn sét đánh thôi. Ngọc Hoàng thật là sáng suốt. Xin lỗi anh Rồng, nếu như tôi không ham ăn thì anh không có trễ giờ. Chuyện đã lỡ rồi, tôi không trách anh đâu. Tôi được Ngọc Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, nhưng không hoàn thành đúng thời gian, tôi phải chịu trách nhiệm, cũng là đúng thôi. Anh Rồng, anh Rồng. Rồng Vàng đã bị trọng thương, ta chắc chắn sẽ nắm ngôi vị thủ lĩnh 12 con giáp rồi. Ở tập trước, Rồng Vàng cứu heo thoát nạn và mang lên thiên đình để bổ sung đủ 12 con giáp. Thế nhưng heo lười biếng lại đòi ăn, chậm chạp khiến Rồng về trễ. Ngọc Hoàng quyết định phạt Rồng Vàng 5 đòn sét đánh để răn đe muôn loài về việc nhận trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh Rồng Vàng ơi, anh mà có làm sao, chắc tôi ân hận cả đời quá. Tôi không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thưa Ngọc Hoàng, bây giờ 12 con vật đã đủ, nhưng thứ tự của các loài sẽ sắp xếp như thế nào đây? Chuyện này ta phải suy nghĩ thêm đã. Thưa Ngọc Hoàng, thần là chúa tể Sơn Lâm, chẳng ai xứng đáng đứng đầu 12 con giáp hơn thần. Ông suốt ngày chỉ biết bắt nạt các loài vật khác mà đòi đứng đầu 12 con giáp à? Có tài mà không có đức, không ai phục. Thưa Ngọc Hoàng, thần có gốc gác nhà Rồng, cơ thể dẻo dai linh hoạt, không ai xứng đáng hơn thần. Người mở miệng toàn nọc độc, chứ có tài cán gì mà đòi đứng đầu 12 con giáp. Ta còn chưa xử ngươi cái tội phản chủ đó, đồ chuột nhắt. Thưa,
gà mới xứng đáng làm thủ lĩnh đây. Ta có thể gáy vang gọi mặt trời mọc, biết bay nhảy, bơi lội, nói chung là cái gì cũng biết hết. Mặt trời thì kỳ nào mà không mọc, đâu phải chờ anh gọi thì mới mọc chứ. Anh đừng có khoác lác. Im lặng hết cho ta. Nếu như vậy, để cho công bằng, ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy từ đây đến cung Hằng Nga. Thứ tự 12 con giáp sẽ được căn cứ vào thứ tự về đích của mỗi con mà xác lập. Lưu ý rằng, đường đến cung Hằng Nga vô cùng hiểm trở, nhiều đồi dốc và thác nước. Ai can đảm mới có thể tham gia được. Bây giờ thì giải tán. Hẹn gặp lại các ngươi vào ngày mai. Thi chạy thì đúng ngày sở trường của tôi rồi. Sao Ngọc Hoàng không tổ chức thi ăn hay thi ngủ gì cho nhẹ nhàng? Tôi ghét chạy nhất trên đời. Cháu heo phải cố gắng lên. Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn và ngủ, không có xứng đáng để cai quản trần gian đâu. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà cả nhà cũng đừng có coi thường chuyện ăn ngủ à nghe. Nhờ ăn ngủ mới có sức khỏe luyện tập, học hành chứ. Ngày mai bắt đầu cuộc đua rồi, mọi người hãy cố gắng hết sức mình. Đặc biệt, đừng có để thua cọp, nếu không cọp sẽ càng ngày càng phách lối. Còn cố gắng cũng chẳng thắng nổi ta đâu. Mơ đi. Bộ dạng này của ngươi thì ngày mai sao mà thắng nổi ta? Thằng xấu xa. Con ngựa kia, ngày mai sẽ biết tại ta. Anh Rồng Vàng, ngày mai anh đủ sức thi chứ? Tôi nghỉ ngơi một đêm, chắc sẽ hồi phục phần nào. Mọi người cũng nên dưỡng sức, ngày mai sẽ vất vả đi. Các loài vật nghe rõ đây. Hôm nay là cuộc thi chạy để xác định vị trí 12 con giáp. Cuộc thi chạy đến cung Hằng Nga chính thức bắt đầu. Ai chạy nhanh hơn cọp ta được chứ? Có chuột ta là không cần chạy mà vẫn nhanh bằng cọp đây. Chít chít. Mình không thể để thua cọp được. Ai còn nợ tháo ra này? Còn biết sự đời hại của ta. Ui, đau quá. Chết rồi, cọp chạy mất rồi. Có cách rồi. Ngựa à, cháu không sao chứ? Cháu không sao. Bác mau đuổi theo cọp đi. Đừng để cọp duy nhất. Ngủ một giấc thiệt là đã. Hả? Đã đến ngày lên thiên đình rồi sao? Chuột ơi, chuột ơi. Tên chuột láo cá và thất hứa này không chịu gọi ta dậy. Ta thề từ nay họ Mèo nhà sẽ không bao giờ đổi trời chung với lũ chuột nhà ngươi. Tên Rồng Vàng có lợi thế biết bay, chắc chắn sẽ nhường mình. Không được, không ai được thắng ta. Nguy rồi, mình phải trị thương ngay mới được. Rồng Vàng à, cháu bị sao vậy? Cháu bị cọp tấn công. Cháu trị thương trong thác nước một chút để hồi phục sức lực. Bắt mau đuổi theo cọp, đừng để cọp chiến thắng. Lại là cái tên cọp dở thủ đoạn xấu xa. Được, mình không thể thủ cháu được. Chuột về đích đầu tiên, đứng đầu trong 12 con giáp. Trâu về sau chuột, đứng vị trí thứ hai. Sao có thể chứ, chuột à? Đây là cuộc đua, cần phải thi đấu công bằng. Ai cho cậu bám vào đuôi của tôi như vậy hả? Thưa Ngọc Hoàng, chuột đã gian lận trong cuộc đua. Mong người xem xét. Để ta xem. Ở tập trước, các con vật bắt đầu chặn đường đua từ cổng trời đến cung Hằng Nga để phân định thứ hạng 12 con giáp. Chuột vội bám vào đuôi trâu. Khi gần đến nơi,
đột phóng lên trước và chạm đích đầu tiên. Hương Ngọc Hoàng, người chỉ ban lệnh, hễ ai đến trước sẽ thắng, không có quy định bằng cách thức nào. Chuyện này... Ngươi thật là lão ca. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần thấy chuột nói cũng không sai. Vốn dĩ ngay từ đầu, người không có quy định rằng phải chạy đến đích bằng hình thức nào. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào thời gian, thì chuột về đích trước trâu. Vậy ta quyết định chuột vẫn là con vật đứng đầu 12 con giáp, trâu sẽ xếp thứ hai. Cảm tạ Ngọc Hoàng. Thông báo, cọp về đích thứ ba. Không thể ngờ, chúa tể Sơn Lâm như ta lại thua con chuột bé tẹo và con trâu lù khù. Mình phải tăng tốc hơn mới được. Ê, bác mèo, sao giờ bác mới tới? Làm tôi phải đi tìm thêm heo, rồi bị phạt là đến trễ. Xin lỗi, ta đã dặn rồi mà chuột không kêu ta vậy. Cháy rồi, cháy lớn quá rồi. Chạy mau bà con ơi, chạy mau đi. Kìa, rồng vàng, nhanh chân lên, chúng ta sắp về đích rồi. Dưới trần đang cháy lớn, cháu phải xuống giúp người dân, bác cứ chạy trước đi. Ôi, là bác mèo à? Thông báo, mèo về đích thứ tư. Nhưng mà khoan đã, ngươi đâu có trong danh sách 12 con giáp đâu. Con mèo kia, ở đây đang tổ chức cuộc đua tuyển chọn 12 con giáp, ngươi đi đâu đây? Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần có thiệp mời đây ạ. Là chuột đã cố tình không kêu thần dậy nên thần mới trễ cuộc thi. Ôi, đến đi thi mà cũng cần người gọi đi thì buồn cười quá. Ngươi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tạm thời mèo cứ ở yên vị trí thứ tư, đợi các con vật về đông đủ ta sẽ tính tiếp. Mưa rồi, có mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Không thể để rồng vàng chạy đến trước ta. Rắn lại giở trò thôi miên đây, mình không thể nhân nhượng với rắn mãi. Rắn, hãy luôn công bằng nào. Tức quá đi. Cuối cùng mình cũng về tới đích rồi. Chào mọi người. Rồng vàng về đích thứ năm, xếp sau mèo. Ê rắn, xe ra chỗ khác. Lại là con ngựa non háo đá này. Xin chân tôi. Kìa nữa, ngươi chạy nhanh lắm mà, sao bây giờ nhích đi cũng không nổi vậy? Thiệt đáng thương. Đồ rắn xấu xa. Ôi cha, còn sức chửi luôn à. Sao ngươi không dành sức đó mà tự cứu lấy bản thân? Mà thôi, ta thấy ngươi cứ bỏ cuộc đi thì tốt hơn. Ở tập trước,
Trong Giang vì giúp dân dập tắt một đám cháy lớn dưới trần gian nên chỉ về thứ năm trong thứ tự 12 con giáp. Rắn chơi xấu khiến ngựa bị mắc kẹt chân trong hốc đá, không thể tiếp tục chặng đua. Chị ngựa ơi, chân chị sao vậy? Để em giúp chị đẩy cục đá ra. Đau quá. Em xin lỗi, em không có cố ý. Em vô dụng quá, không giúp gì được cho ai hết. Tảng đá này lớn quá, sức của em sợ khó lại chuyển nó được. Hay là em cứ chạy trước đi. Mẹ em đã dạy, thấy bạn bè gặp nạn nhất định phải tương trợ. Em không bỏ rơi chị đâu. Cảm ơn em. Để em thử lại lần nữa nha. Chị ngựa, ráng chịu đau một chút, chứ không thể bị kẹt mãi như vậy. Thành công rồi, dê giỏi quá. Chị cảm ơn em. May quá. Em không giỏi đâu, chắc em gặp may thôi. Là em đã cứu chị. Em đúng là một cậu dê có tình có nghĩa. Em đã không bỏ bạn lúc hoạn nạn. Dạ, chúng ta là bạn bè mà. Cảm ơn em. Nếu em không dừng lại cứu chị, có lẽ em đã về đích rồi. Em hãy chạy trước đi. Nếu mà chân chị không bị kẹt vào hốc đá thì không bao giờ em chạy thắng được chị. Đây là cuộc đua, chúng ta hãy thi đấu công bằng. Được, vậy chúng ta thi tiếp nào. Con thác này nước chảy xiết quá. Con khỉ à, có chừng đó. Hay là cậu bám vào bơi chung với tôi đi. Cậu cứ bơi qua trước đi, tôi đã có cách rồi. Anh gà cũng vừa tới hả? Vượt qua con thác này là gần đến đích rồi. Nè, cùng nhau cố lên. Ui, lo gì. Tôi được chị vịt chỉ cho mấy cách bơi lội. Con thác này tôi bơi qua dễ ợt. Các cậu cứ lo cho thân mình trước đi. Bám lấy khúc gậy này. Không, không. Không sao rồi, không sao rồi. Cảm ơn khỉ và chó. Không có hai cậu, chắc là tôi đã rơi xuống vực thẳm rồi. Chuyện nên làm thôi, chúng tôi đâu thể thấy anh gặp nguy hiểm mà bỏ mặc được. Vậy mà trước đây tôi luôn tỏ thái độ kiêu căng, không xem hai cậu ra gì hết. Tôi thật sự xin lỗi. Hai cậu mới tài giỏi hơn tôi nhiều. Chuyện đã qua rồi. Coi như thứ tự 12 con giáp đã gần được trọn vẹn. Thiên Lôi, còn con vật nào chưa về đích hả? Dạ thưa Ngọc Hoàng, chỉ còn thỏ và heo thôi. Heo chậm chạp về trễ thì mình còn hiểu được, nhưng thỏ thông minh, nhanh nhẹn như vậy, sao giờ này vẫn còn chưa về đích? Hay là có bất trắc gì đã xảy ra với thỏ và heo không? Thiệt là lo quá đi. Ở tập trước, vì nhường nhịn nhau nên chó, gà, khỉ quyết định chơi trò quánh tù tì để quyết định vị trí về đích. Kết quả, khỉ xếp thứ 9, gà đứng thứ 10 và chó dừng ở vị trí thứ 11. Chặng đua đang dần khép lại, chỉ còn thiếu sự vắng mặt của thỏ và heo. Heo chậm chạp ai cũng biết, chỉ lo cho thỏ. Có bất trắc gì không? Nhanh nhẹn thế, sao mãi chưa về đích? Vườn cà rốt nhìn tươi ngon quá. Wow, cà rốt. Quá trời cà rốt luôn. Anh heo, mình chưa xin phép chủ vườn, không ăn được đâu. Vườn cà rốt quá trời vậy, ăn vài củ có sao đâu. Không, cậu cũng ăn đi, đường đua còn dài lắm. Ăn lấy sức. Ăn thôi, cậu ăn. Ngon quá. Cà rốt được trồng thẳng hàng và tươi tốt thế này,
Chắc chắn là có người chăm sóc kỹ lưỡng rồi. Mình ăn mà chưa xin phép là không phải đó anh heo. Cậu mới là dở hơi chứ. Nó ăn thì còn lý với chả lụng. Măng tôi ăn. Trời ơi anh heo ơi, anh ăn nhiều quá rồi, không thể che đậy được nữa. Vườn cà rốt nhìn là biết có người xâm phạm. Chuyện gì vậy nè? Ủa cà rốt mới biết mà. Trời ơi, đã bảo anh đừng có ăn rồi mà. Không dám ăn cà rốt nữa. Sợ chết đi được. Đáng đời con heo ham ăn. Chào tiên nữ. Thì ra đây là vườn cà rốt của chị hả? Dạ, em chào chị. Chị tiên xinh đẹp thiệt á. Ngươi có biết ta phải tốn nhiều công sức mới trồng được vườn cà rốt không? Vậy mà ngươi coi, ngươi đang biết bao nhiêu của ta rồi. Vườn còn quá trời nhiều mà. Lại đổ đồ. Chị tiên ơi, em biết lỗi rồi, em sai rồi, tha cho em đi mà. Vì ngươi đã ăn mấy củ cà rốt ở vườn ta, ngươi phải làm cho ta một việc thì ta sẽ tha cho. Được, việc gì cũng được. Cái củ cà rốt nó dừng lại đây. Anh heo không sao chứ? Đau quá, hồi nãy nghe lời cậu không ăn thì tốt rồi. Chị tiên nữ ơi, chỉ cần em làm việc gì em sẵn sàng. Đừng cho cà rốt đánh em nữa nghe. Ta mãi làm vườn nên lỡ đánh mất cây trâm quý do Dương Mẫu tặng. Ngươi giúp ta tìm lại cây trâm thì ta sẽ tha cho đi. Trời ơi, cây vườn lớn vậy tìm chừng nào mới ra cây trâm bé tẹo đi trời ơi. Thỏ ơi, giúp tôi với. Thỏ trắng, chị biết em không có ăn cà rốt nên em không cần phải ở lại đây. Mau hoàn thành cuộc thi của mình đi. Em sẽ ở lại giúp anh heo. Em sẽ tìm ra cây trâm cho chị. Không cần phải chạy đua. Nhanh lên anh heo. Anh không nhớ do anh chậm chạp mà anh rồng vàng bị phạt sao? Dạ thưa Ngọc Hoàng, các con vật đã về đích đủ rồi. Nhưng bây giờ có tới 13 con vật, ta biết bỏ bớt ai đây? Dạ, Hằng Nga xin cúi chào Ngọc Hoàng. Hằng Nga, người đến tìm ta có việc gì không? Thưa Ngọc Hoàng, cung quản rộng lớn mà chỉ có một mình thần trông coi nên buồn tẻ vô cùng. Mong người ban cho thần một con vật để có thể bầu bạn, phụ giúp cung thân. Vậy một con vật sẽ ở lại cung quản với tiên nữ Hằng Nga. Nếu ở lại cung quản chắc không cần phải làm việc nhiều. Dạ, thần xin ở lại với tiên nữ Hằng Nga. Thưa Ngọc Hoàng, ở cung quản cũng có nhiều việc phải làm. Heo chậm chạp không làm được đâu. Thần thấy thỏ trắng thông minh, nhanh nhẹn, rất hợp với việc này. Vậy thỏ trắng, hai con giáp này tuy chung mục đích phục vụ con người, nhưng tính cách và khí chất từng con giáp đều khác biệt, đã tạo nên sự đa dạng cho cuộc sống của con người. Ngày xưa có chàng Trương Chi, học giỏi lại thổi sáo hay, đến nỗi muông thú cũng phải im lặng đến nghe. Gió thường hay thổi lá cây để hòa điệu cùng tiếng sáo của chàng. Tuy nhiên gương mặt chàng xấu xí nên chẳng thể đi thi hoặc được ai nhận làm gì. Chàng làm nghề chài lưới kiếm sống qua ngày. Bác Tư, bác làm khán giả của con chạy hết rồi. Cũng phải kiếm cái ăn con. Dạo này hình như thấy bác bán được nhiều cá lắm phải không? Ừ, con gái của quan đại thần đang ở đó dưỡng bệnh. Nghe đâu là bệnh về mắt nên cần ăn nhiều cá.
Hôm nay con đến đưa cá giúp bác nha. Bác có hẹn với khách đưa đò rồi. Nhưng con... Không sao, mình đổi cá thôi mà, có gì to tát. Nếu ngại á thì đổi nón cúi mặt xuống thì được rồi. Tiểu thư, người phải ăn chút gì rồi uống thuốc mới mau khỏe chứ ạ. À? Xin tiểu thư đừng khóc, thầy thuốc đã nói nếu cứ khóc hoài mắt tiểu thư sẽ không khôi phục lại được đâu. Ai đó làm gì mà ồn ào vậy? Tiểu thư đang bệnh cần nghỉ ngơi kia mà. Bẩm tiểu thư, vì có gã bán cá kỳ dị cho nên mọi người kinh hãi. Anh nhìn sợ quá, làm ai cũng la hét thất thanh. Thôi đứng ở ngoài này chờ bà bếp của chúng tôi ra lựa cá rồi sẽ trả tiền cho. Tiểu thư đừng qua đây, ông này dễ sợ lắm. Xin tiểu thư thứ tội, tôi đang chờ người ra lấy cá rồi tôi sẽ đi ngay. Anh kia đừng sợ, ta đến vì mến mộ tiếng sáo của anh. Âm điệu thật kỳ diệu, âm thanh nghe buồn nhưng êm đềm trong sáng, chạm tới tim ta. Còn vẻ ngoài có là gì? Những kẻ có gương mặt đẹp đẽ, lời nói dễ nghe, nhưng tấm lòng đổi thay còn nhanh hơn cơn gió thoảng qua. Đa tạ tiểu thư không chê tài mọn của tôi, nhưng tiểu thư không ghê sợ gương mặt của tôi sao? Mắt ta không thấy gì hết, nhưng tiếng sáo thật hay. Ta như thấy được cả một bức tranh bình yên từ âm thanh đó. Cảm ơn nàng. Vậy là tiếng sáo của tôi đã giúp nàng khuây khỏa phần nào, cũng xem như tôi không uổng công bấy lâu nay rèn luyện. Tiểu thư cười rồi. Đã nhiều tháng tiểu thư không cười, từ sau khi phu nhân mất. Từ khi phu nhân, mẹ tiểu thư mất đi, nàng đã khóc rất nhiều. Nên thôi, em đừng có làm phiền người ta nữa, dẫn ta ra đình chơi đi. Là thật sao? Lần đầu tiên sau bao ngày nay tiểu thư muốn đi chơi. Xin anh hãy thổi thêm vài bản nhạc nữa cho tiểu thư tôi được vui, có được không? Em đâu rồi? Cá của tôi đâu? Bẩm tiểu thư, tôi không biết tiểu thư đang ở đây. Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư. Không sao đâu, đa tạ anh đã thổi một khúc nhạc thần tiên. Làm phiền anh rồi, ta xin phép. Tiểu thư đừng khách sáo. Giỏi lắm, nhờ tiếng sáo của cậu mà tiểu thư chịu ra khỏi phòng sau 3 tháng nay rồi. Thấy sắc mặt cũng có vẻ khá hơn. Thỉnh thoảng cậu đến thổi sáo đi, biết đâu tiểu thư sẽ khỏe lại. Ở tập trước, Trương Chi đem cá đến dinh thự của Mỹ Nương. Tiếng sáo của chàng tình cờ cảm động Mỹ Nương, khiến nàng quên đi muộn phiền, bước ra ngoài để nghe. Tiểu thư, người có làm sao không? Sao không gọi em? Em nói xem, có phải bây giờ ta trở thành gánh nặng của cha không? Tiểu thư, đừng nghĩ vậy mà, người sẽ khỏe lại thôi mà.
Ta thấy mình vô dụng quá, nhặt khăn tay cũng không làm được nữa. Tiếng sáo lúc chiều kỳ tiểu thư. Có lẽ tiếng sáo của ta sẽ giúp tiểu thư ngủ ngon chăng? Ít nhất ta có thể giúp một người đau khổ như này. Từ đó Trương Chi hay tìm cớ đến gần đình hóng mát để thổi sáo hoặc giả vờ câu cá. Mỹ Nương bắt đầu tươi tỉnh hơn nhờ tiếng sáo của chàng. Hai người gặp gỡ thường xuyên hơn. Trương Chi Mỹ Nương trở nên thân thiết và họ yêu nhau lúc nào không hay. Sao đột nhiên nàng lại không vui? Vì em ước gì mình có thể ngắm những cảnh đẹp nhân gian cùng chàng, được nhìn thấy chàng. Nếu như nàng trông thấy mặt ta, thì có lẽ nàng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy ta nữa. Xin đừng. Có lẽ nhờ bị mù, nên em có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn chàng. Nhưng em ước gì mình có thể khỏe lại, mắt sáng trở lại, để nhìn thấy chàng, nhìn sâu vào mắt chàng, cảm nhận được cảm xúc trên gương mặt chàng. Nàng không sợ ta không xứng với nàng sao? Em tin rằng em yêu quý chàng vì trái tim chàng, nên dù nhan sắc chàng ra sao cũng không quan trọng với em. Lão gia, chuyện này là sao? Dạ bẩm đại nhân, xin ngài đừng trách tội Mỹ Nương, tất cả là lỗi của tôi. Ta đã nghe nói việc ngươi dùng tiếng sáo để giúp Mỹ Nương con ta phấn chấn hơn sau mấy tuần qua. Niệm tình việc đó, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng hãy đi đi, đừng quay lại nữa. Dạ thưa đại nhân, nhưng tôi yêu tiểu thư thật lòng. Ta thật sự rất khó xử khi nói với ngươi như vậy. Con gái ta có thể vì quá đau lòng, có thể vì bệnh tật, nên nó mặc cảm nghĩ rằng tình cảm của ngươi là điều duy nhất có thể cứu vớt nó trên đời. Nhưng ta là cha, ta không để cho con mình thiệt thòi như vậy, dù ta có phải nuôi nó cả đời đi nữa. Dạ thưa ngài, tôi tin rằng chúng tôi yêu mến nhau vì sự đồng điệu trong tâm hồn. Tôi tin rằng nàng yêu tôi vì cảm nhận được tình cảm qua tiếng sáo của tôi, chứ không phải vì nàng cần có một chỗ dựa như ngài nói. Vậy sao? Vậy nếu nó sáng mắt lại, thì ngươi có chắc là nó còn yêu ngươi không? Tôi tin tưởng điều đó. Tôi có thể làm bất cứ gì giúp nàng sáng mắt trở lại. Ta đã thử hết mọi cách rồi, không có kết quả đâu. Dạ thưa đại nhân, nếu tôi có thể tìm được thuốc chữa bệnh cho Mỹ Nương thì sao? Nếu ngươi thật sự vì tình yêu mà chữa được mắt cho con gái của ta, thì ta sẽ không phản đối hai người nữa. Thân con đã vậy, người ta là lá ngọc cành vàng. Hay là con cố quên Mỹ Nương đi, sống cuộc sống bình thường như trước. Con đã thương nàng ấy rồi, mong ước của nàng là muốn được sáng mắt, cho nên đó cũng là mong muốn của con. Cũng có cách, nhưng phải đánh đổi nhiều lắm con à. Vì nàng, con có thể đánh đổi mọi thứ. Nếu như tìm được nữ thần rừng và cầu xin, biết đâu thần sẽ cứu. Nữ thần rừng là người cai quản các loài cỏ cây nên tinh thông y thuật. Ai may mắn gặp được có thể xin thuốc trị bách bệnh, hồi sinh người chết. Trương Chi quyết tâm vượt núi băng rừng để tìm nữ thần rừng xin thuốc cứu Mỹ Nương. Chàng phải vượt qua bao khổ ải và vất vả, không ngại sương gió, nhưng vẫn chưa gặp được nữ thần rừng. Các bạn có biết nữ thần rừng ở đâu không? Làm ơn chỉ cho tôi với.
Làm sao đây? Nếu ta không hiểu các cậu muốn nói gì thì làm sao ta tìm được nữ thần rừng? Người có thể đưa ta đến gặp nữ thần rừng không? Tiểu thư thế nào rồi? Bẩm lão gia, tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. Thầy thuốc nói tiểu thư tâm bệnh nặng nên thể trạng đang yếu dần. Nữ thần rừng ơi, xin người hãy giúp đỡ tôi. Ở tập trước, Trương Chi đi tìm thuốc chữa mắt cho Mỹ Nương, được lão lái đò mách cho thuốc tiên của nữ thần rừng trên núi cao. Trương Chi vượt qua nguy hiểm để lên núi tìm thuốc tiên và cuối cùng cũng gặp nữ thần rừng. Người phàm kia, ngươi cũng có tấm lòng đó, có thể cảm hóa muôn thú để dẫn đường đến gặp ta, lại còn phá giấc ngủ của ta. Ngươi muốn gì? Dạ, xin nữ thần rừng hãy rủ lòng thương cho tôi chút thuốc để cứu Mỹ Nương, giúp nàng sáng mắt trở lại. Tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Dạ, tôi xin làm bất cứ điều gì để có được thuốc cứu nàng. Nàng là Mỹ Nương. Ta biết rồi, tình yêu thật đẹp, nhưng lòng người thật khó lường. Vấn đề là, ta không thể cứ cho ngươi thuốc mà đi về, phải có điều kiện. Tôi không có tiền bạc gì cả, nhưng tôi có sức khỏe, ngươi có thể sai bảo tôi làm bất cứ việc gì. Tiền bạc thì có nghĩa gì? Cái ta cần là một trái tim. Người nói vậy là sao? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, để đổi lấy đôi mắt của Mỹ Nương, ta cần có trái tim của ngươi. Tôi... Hãy mau quyết định đi, không thì ta đi đây. Hãy khoan. Được, tôi xin chấp nhận trao đổi. Trái tim người thật đẹp đẽ và trong sáng. Tình cảm của người dành cho Mỹ Nương thật thuần khiết. Đây là tình yêu của người dành cho Mỹ Nương. Người hãy vào động kia, dùng mọi cách để chăm sóc cho cái cây này lớn lên, nở hoa, rồi đem hoa đó về cho Mỹ Nương ngửi. Tức khắc, nàng ta sẽ sáng mắt, khỏe mạnh trở lại. Dạ, đa tạ nữ thần, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ta chưa nói hết, sau khi ngửi hoa. Dạ sao ạ? Sau khi khỏe lại, Mỹ Nương sẽ mất hết ký ức về ngươi, không còn nhớ gì về một kẻ tên là Trương Chi nữa. Nên đương nhiên là cũng không còn tình yêu nào cho ngươi nữa. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Nếu ngươi đưa tình yêu này cho Mỹ Nương khỏe lại, nhưng trái tim ngươi có thể sẽ đau đớn, tan nát cõi lòng mà chết. Và sau đó, ngươi có chết thì Mỹ Nương cũng chẳng biết ngươi là ai. Tôi sẽ nhận lấy. Tôi chấp nhận tất cả điều kiện mà ngươi vừa nói. Làm sao bây giờ? Phải có nước tưới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tình yêu của ta và Mỹ Nương chết héo được hay sao? Khoan đã. Nếu nó là tình yêu của chúng ta thì... Thank you.
Cập ơi, cập ơi, cây đã ra nụ rồi đây nè. Khá khen cho ngươi Trương Chi, ngươi đã làm đóa hoa nở rồi. Dạ thưa nữ thần rừng, có phải tôi có thể đem hoa về cho mỹ nương được rồi không? Có điều, ngươi hãy nhớ, đây là tất cả sinh lực của ngươi, tình yêu của ngươi, lẽ sống của ngươi. Nếu ngươi không thể làm cho mỹ nương yêu ngươi trở lại, thì trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ chết. Dạ, tôi đã hiểu rồi. Xin đa tạ nữ thần. Để cứu được mỹ nương, tôi chấp nhận bất cứ giá nào. Xin hãy đưa ta trở về nào. Xin cảm ơn cọp. Ơn này ta sẽ không bao giờ quên. Đây là thuốc mà nữ thần rừng đã ban cho tôi. Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần con gái ta khỏe mạnh trở lại, ta sẽ đồng ý tất cả. Ngài đừng lo, tôi chỉ cần cô ấy khỏe mạnh lại. Những gì còn lại hãy thuận theo ý trời. Ngươi là ai? Sao dám vào phòng ta? Ngươi đâu? Cha ơi, cứu con! Cha đây, con có nhìn thấy cha không? Dạ có, con có thấy, như là con vừa ngủ mê một giấc dài. Cha ơi, xin hãy đuổi người kia đi đi, con sợ quá, con sợ lắm. Ở tập trước, trải qua thử thách của nữ thần rừng, Trương Chi trồng được bông hoa có thể chữa bệnh cho mỹ nương. Sau khi ngửi bông hoa, quả nhiên mắt mỹ nương sáng trở lại, nhưng nàng không còn nhớ gì và xua đuổi Trương Chi. Chỉ cần nàng sống tốt. Trương Chi, khoan đã, cậu có sao không? Dạ, tôi không sao thưa ngài. Chắc là đi đường nhiều ngày cho nên tôi bị mệt thôi. Ơn cứu mạng mỹ nương ta thật lòng cảm kích, nhưng ta rất tiếc mỹ nương phản ứng như vậy khi gặp cậu. Đó là việc tôi cũng đã nghĩ đến trước. Trương Chi à, hãy nhận lấy một ít bạc này của ta. Ta hứa sẽ đền bù cho cậu sau này, không cần lo cái ăn cái mặc nữa. Không cần đâu thưa ngài. Tiểu thư mới khỏe dậy, đừng làm nhiều quá. Thầy thuốc nói tiểu thư chỉ mới hồi phục thôi, cần uống thuốc bổ cho lại sức. Ta biết rồi, ta chỉ muốn theo nhanh cho kịp may áo lạnh cho cha ta, trời sắp chuyển lạnh rồi. Tiểu thư không nhớ chàng Trương Chi thổi sáo sao? Trương Chi là người lúc chiều trong phòng ta sao? Ừ. Nhắc lại ta còn thấy sợ. Em đừng bao giờ nhắc về hắn nữa nha, nhớ lại khuôn mặt hắn làm ta sợ lắm. Nhưng chính Trương Chi đã trèo đèo lội suối đem thuốc về cho tiểu thư mà. Thì chắc hắn làm theo lệnh cha ta, chắc hẳn cha phải thưởng hắn xứng đáng rồi. Vậy là đủ, ta không cần gặp lại hắn nữa. Tiếng sáo ai nghe quen mà lạ, làm tim ta đau nhói. Sao ta lại chảy nước mắt? Ôi đau, tiếng sáo dứt rồi, thật kỳ lạ. Ê, thôi thôi thôi, không ráng được nữa thì thôi vậy. Hãy nằm tịnh dưỡng vài hôm xem sao ha. Sao ta lại mơ về khuôn mặt đó, tiếng sáo đó nghe quen lắm, mà ta chẳng nhớ đã được nghe khi nào. Ơ kìa Trương Chi, con khỏe rồi sao? Dạ, hôm nay con đã thấy khá hơn rồi. Cảm ơn bác Tư đã chăm sóc con mấy ngày qua. Gì mà cảm ơn khách sáo vậy con? Bộ tính đi đâu hả?
Con gái của ta sao hôm nay yêu đời quá vậy? Dạ thưa cha, hôm nay như ngày nắng đẹp nên con dạo chơi chút thôi. Con chuẩn bị đi, tối nay sẽ có gia đình quan lễ bộ thượng thư đến coi mắt con đó. Ơ, cha này, con không lấy chồng đâu, con thương người khác rồi. Sao? Con thương ai? Con thương cha nhất trần đời, con không bỏ cha đi lấy chồng đâu. Thôi đừng có đùa nữa, con mau chuẩn bị tối nay đón tiếp gia đình quan thượng thư đi. Chưa ăn mà định đi đâu? Dạ, con đi xuôi dòng hóng mát. Sao tự nhiên lạ lùng vậy? Hôm nay có gió lớn đó, không chừng sẽ có mưa, đi đường nguy hiểm lắm. Dạ bác đừng lo, con chỉ đi một lát rồi con về thôi à. Hôm nay trăng đẹp. Đừng có mà trở lại gặp mỹ nương nữa nghe. Hãy quên tất cả đi con, để sống cuộc sống bình yên. Dạ đại quan. Được. Chà, nhìn ngài vẫn phong độ như xưa, tôi đây lấy lòng cảm phục lắm. Đa tạ. Mỹ nương à, con hãy tấu một khúc nhạc cho gia đình quan thượng thư thư giãn một chút đi con. Dạ. Trước nay được nghe con gái đại quan cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nay được mở mang tầm mắt. Tiểu nữ không dám à, chỉ là chút tài mọn, xin gia đình quan thượng thư đừng cười chê. Nàng có sao không? Trời sắp mưa rồi, quan thượng thư à, tôi đề nghị chúng ta chuyển vào nhà đàm đạo tiếp vậy. Xin theo ý đại nhân. Thưa lão gia, lão gia, Trương Chi. Người hốt hoảng la lối cái gì vậy? Tiểu thư không muốn nghe đến tên của hắn nữa đâu. Dạ thưa lão gia, Trương Chi chết rồi. Hả? Ở tập trước, Trương Chi đau buồn trở về nhà rồi ốm nặng. Một đêm nọ, Trương Chi nhớ Mỹ Nương nên chèo thuyền đem sáo ra thổi khúc cuối cùng. Mỹ Nương nghe được cảm thấy lòng sao động nhưng không hiểu vì sao. Người nói sao? Người nói lại cho ta nghe. Dạ, Trương Chi đã chết rồi. Ông tư lấy đò bạn thuyền của Trương Chi cũng mới biết sáng nay. Sao lại như vậy? Hắn còn trẻ quá mà. Dạ, cũng không rõ nữa. Nhưng có vẻ từ hôm ở phủ ta về thì hắn đã lâm bệnh nặng rồi. Thật tiếc cho hắn, tài quá lại chung tình như vậy, nhưng lại yếu mệnh. Mà dù sao, ta cũng nợ hắn một ân tình. Người hãy đến chỗ của ông tư lái đò, giúp lo ma chai chu đáo cho Trương Chi đi. Có chuyện gì vậy cha? Không có gì đâu con. Bọn họ tới báo xe ngựa của quan thượng thư đã về đến kinh thành bình an rồi. Dạ cha, sáng nay con dậy sớm hái hoa cúc động sương ngâm làm canh cho cha uống để giải nhiệt nè. Tốt quá. Hôm qua bị đứt dây đàn, tai của con có sao không? Dạ không sao thưa cha, chắc là do lâu ngày con không đánh đàn nên dây bị mục, do con sơ sót không kiểm tra làm mất hứng của cha và các vị khách. Không sao đâu con. Cảm ơn Trương Chi, nhờ ngươi mà ta còn thấy được nụ cười vô tư của con gái ta. Cha, sao hôm nay cha lạ quá. Từ ngày Trương Chi mất, câu cá cũng không còn là thú vui nữa. Bởi người ta nói, làm gì cũng phải có bạn hiền mới vui.
Ê, cái gì vậy? Cái gì đây? Ôi, hoa đẹp quá. Là ai? Sao tim ta đau nhói? Tại sao đầu ta lại đau như vậy? Tiểu thư, chỉ là giấc mơ thôi à? Người vẫn hay nằm mơ. Nhưng giấc mơ này kỳ lạ lắm. Ta nhớ rồi. Em có biết Trương Chi là ai không? Tiểu thư, mời dùng trà. Này em, có phải là anh chàng ngư dân hôm bữa đến đây biết thổi sáo đúng không? Người ta không quen, sao chỉ quen tiếng sáo? Dạ tiểu thư, anh ta biết thổi sáo. Vậy thì tốt, em nói anh ta đến đây thổi sáo cho ta nghe. Em không nghe ta nói gì sao? Bảo anh ta lúc nào rảnh thì đến thổi sáo cho ta nghe. Dạ chị, anh ngư dân đó đi rồi. Chàng đi biệt xứ rồi sao? Mà đi đâu? Dạ, em không biết. Sao có thể như vậy được? Ta vừa nhớ ra tiếng sáo của anh ta, vừa nhớ ra hình như ta đã từng rất thân với chàng, thì sao chàng lại đi đâu mất? Anh ta tên là Trương Chi à? Tiểu thư xem, đây là chén bằng ngọc quý lão gia đặt làm cho tiểu thư đó. Quả là ngọc quý. Hôm trước ông Tư lấy được viên ngọc to trong bụng cá, rồi hớn hở đem đến tặng cho lão gia đó tiểu thư. Lão gia rất hài lòng và đem làm thành chén ngọc dành riêng cho tiểu thư dùng trà đó. Nếu mị nương ngửi qua này và khỏe lại thì ngươi sẽ chết. Trương Chi, em nhớ ra chàng rồi. Em nhớ lại tất cả rồi. Xin lỗi chàng. Trương Chi ơi, Trương Chi chết đi đã quá thành chén ngọc. Khi nước mắt mị nương rơi xuống chén ngọc thì chén ấy quá thành nước. Người đời sau cảm thương cho mối tình Trương Chi mị nương nên đã có câu thơ rằng: nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Ngày xưa có một chàng trai trẻ chưa vợ tên là Tắc. Một hôm anh vào rừng kiếm củi. Đang ngủ ngon thì bị phá đám, thật là đáng ghét. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Đây rồi, trốn hạt gừng.
sẻ đòn, ngon thịt, ngọt xương lắm đây. Quá 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 quá. Mày chạy đâu cho thoát? Quá 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 quá. Đứa nào ném tao? Đứa nào? Lại là người phá đám ta. Đồ chim dữ, cút đi. Hãy đợi đây, ta sẽ trả thù ngay. Nè, ăn đi cho đỡ sợ. Anh thật tốt bụng, anh hãy đợi ở đây nha. Đây là lọ nước thần, có phép làm cho người già thì trẻ lại, vật nhỏ thì lớn thêm. Trần gian không ai có. Tặng anh, đền ơn cứu mạng. Tạm biệt. Thơm quá, nhưng chắc ta chẳng khi nào cần dùng đến. Nhà hắn đây rồi, hãy đợi đấy. Lại là tiếng con quạ xấu xí, mình mà bắt được sẽ bứt trụi lông đó. Không lấy khoai mà lại lấy thanh củi, mình phải đi theo nó coi sao. Ta đốt cháy nhà cho hắn biết tay. Cháy lòng ta rồi. Xin lỗi anh, vì con quạ đó gấp củi tôi đang nướng khoai đốt nhà anh. Mai vẫn còn khung nhà, tôi sẽ lợp lại. Giờ thì có nhà mới luôn rồi. Cô giúp tôi mà mặt đen thùi lùi và bị thương rồi sao? Không phải, tôi vốn xấu xí như vậy rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi mồ côi vì đen đúa, xấu xí nên người trong làng đuổi tôi đi. Tôi sẽ giúp anh dựng lại nhà, có được không? Tắc và Mai ngày càng thân thiết, thương Mai cô đơn vất vả. Tắc đón Mai về nhà, cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá. Mình về rồi hả? Cô mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô, cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đây. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói, dáng người, quần áo, đúng là vợ mình. Nhưng chết bớt trên má đâu, da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình dắt ở mái nhà ra tắm gội. Đúng
rồi, lọ nước thần. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ vẫn còn một ít. Hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Quá yêu thương người vợ xinh đẹp, không muốn rời nửa bước. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, nên Tắc đành thuê người vẽ tranh vợ để mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn cho đỡ nhớ. Mình đi làm nha. Em đã làm món nước mát cho mình rồi. Lúc khác mình nhớ uống nước, đừng có mê làm quá sẽ mệt đó. Ngày nào mình cũng gặp nhau, mình mang tranh vẽ của em theo làm gì. Mình nhớ em á, thì trưa em mang cơm vào rừng cho mình. Vào rừng vất vả lắm, làm quá trưa tôi về. Trả bức quà cho tôi. Thiệt là mình vào rừng cẩn thận đó. Sao vợ mình càng ngày càng đẹp, lại ăn nói ngọt ngào như vậy. Ở đâu lại có người đẹp như thế này? Người mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan đại thần giúp nhà vua đi tìm người đẹp trong tranh. Trên đường đi, thấy người dân đói khổ, quan bỏ tiền mua lúa gạo để phát cho dân nghèo. Các người mau phân phát gạo này cho dân đi. Tạ ơn quan. Mọi người xếp hàng nhận gạo theo thứ tự. Quan lớn đã nói vậy thì ai cũng có phần. Dân phải no đủ thì đất nước mới giàu mạnh được. Các người có biết người trong tranh này không? Dạ, đây là bức tranh của tôi, đây là vợ tôi. Đúng là người trong tranh rồi. Ờ, có chuyện gì sao? Tôi cho người họa tranh vợ tôi, có gì sai? Nhìn Vũ Hành sau khi được tưới nước thần trở nên to lớn lạ kỳ, chàng Tắc nảy ra ý hay để cứu vợ. Thưa quý phi, mời người dùng bữa. Đã nhiều ngày người không ăn không nói rồi, kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe. Về phần nàng Mai, dù được vua yêu mến đem về cung, nhưng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người chồng ở quê nhà. Nàng buồn đến mức không nói cười, không tô son điểm phấn,
cũng không cho ai đến gần, khiến nhà vua rất đau đầu. Trẫm tặng nàng mà sao nàng không đón nhận? Thành ơi, giúp ta lần này nha, nhất định ta phải cứu vợ ta về. Nàng Mai từ khi vào cung đến nay vẫn nhất quyết không nói cười. Nhà vua suốt ngày cứ mãi nghĩ đến người đẹp mà quên cả việc triều chính, khiến quần thần vô cùng thất vọng. Cho truyền chú Hề đến mua vui. Hay, hay lắm. Cho truyền Lăng Y vào. Cho truyền Pháp Sư vào. Không chăm lo cho dân chúng, chỉ lo rượu chè, lấy lòng người đẹp. Đất nước này cần một vị vua anh minh hơn. Anh kia, đi chỗ khác mà bán. Vua không đến ăn hành. Ông kia, bao trả giờ lại cho ta, bao trả giờ lại cho ta. Ngươi giỏi lắm, tìm đến tận đây. Vì vợ ngươi mà vua suốt ngày bắt ta tìm người giúp vợ ngươi cười nói, chẳng lo việc nước. Nếu có quyền, ta cũng trả cho ngươi rồi. Nghe nói, ông rất yêu nước thương dân. Sao ông không lên làm vua để con dân được nhờ? Ngươi nói vậy là cả ta và ngươi đều bay đầu như chơi. Tôi xin ông đó, hãy trả vợ cho tôi. Quan đại thần nói, sao bức tường này là dừng qua? Nếu ta rao, vợ ta sẽ nghe được. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. À.
Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Mau tìm người đau hành vào đây, ta muốn thấy nàng cười nữa. Người hãy rau đi, nàng cười càng lớn, ta thưởng càng nhiều. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình dôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Mau cởi áo ra, đưa gánh hành đây, tự ta sẽ làm người đẹp cười. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình dôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tên kia, ngươi dám làm người đẹp của ta khóc, quân bay đâu, bắt hắn nhốt vô ngục. Thả ta ra, ta là vua, các ngươi chớ làm loạn. Ngươi là tên bán hành, dám làm loạn trong cung, quân đâu, bắt hắn. Dạ, ngài mới xứng đáng làm vua. Tôi chỉ muốn đưa vợ về lại quê nhà. Ta chúc vợ chồng ngươi sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Ngày xưa, có gia đình họ Thạch hiếm muộn, làm nhiều việc ơn động đến lòng trời. Ngọc Hoàng sai thái tử xuống trần đầu thai vào nhà ông bà Thạch, sinh ra được người con trai tuấn tú. Bà Thạch đặt tên là Thạch Sâm. Tội nghiệp, một có cha mẹ từ nhỏ mà chăm chỉ, tháo giác cậu sẽ tìm được người vợ ngoan hiền. Dạ. Ta nhớ thái tử quá nên xin Ngọc Hoàng xuống đây để thăm thái tử. Kiếp trước cậu là... Thạch Sanh ơi, Thạch Sanh! Thạch Sanh ơi, Thạch Sanh! Anh Lý Thông tìm em có việc gì? Từ lâu anh đã rất quý em. Nhà anh chỉ có mình anh cô độc. Này đến đây xin được kết nghĩa huynh đệ. Được, vậy chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Anh may mắn còn có mẹ. Em về cùng với anh chăm sóc mẹ, chúng ta thành một gia đình. Yến là anh em một nhà, nhưng thực chất mẹ con nhà Lý Thông chỉ muốn lợi dụng sức lao động của Thạch Sanh. Dẫu vậy, Thạch Sanh vẫn luôn coi mẹ con Lý Thông là người thân của mình. Lý Thông, mau nhận chỉ. Đến lượt con sao? Mẹ ơi, con không muốn chết. Sao triều đình không giết chết con trăng ấy đi mà hàng năm phải cống nạp thanh niên chứ? Mẹ không muốn con mẹ chết, chẳng phải nhà mình cũng có một thanh niên khác để thay thế hay sao? Em trai, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh cứ nói, chúng ta là anh em một nhà, còn gì mà anh phải ngại? Đêm nay đến lượt anh gác miếu cổ, mà bận đang trong chừng mé rượu, anh nhờ em đi thay có được không? Dạ được. Ya
Lý Thông. Em sống cùng thác thiên tha tội cho anh dạy dột. Thạch Sanh ơi, em đã giết chết Trăng Tinh rồi sao? Con Trăng này hung dữ quá, nó định nuốt sống em, nên em phải giết nó trừ họa cho dân. Nhưng nó lại là con vật quý của nhà vua, giết nó là lãnh tội khi quân. Vậy giờ em phải làm sao? Đêm qua là phiên gác của anh, nên không ai biết em đến đó. Để anh đi chịu tội với nhà vua. Nhưng anh... Thạch Sanh Đệ. Lý Thông Quỳnh, anh đến đây có chuyện gì không? Công chúa Quỳnh Nga đã bị con đại bàng bắt cóc đi rồi. Em có cách nào cứu công chúa không? Tưởng chuyện gì, chuyện này em làm được. Thạch Sanh Đệ, ta nhớ đệ quá. Vừa thoát chết, ta đang tính đi tìm đệ đây. Lúc này đệ sống làm sao? Đệ quay lại liều cũ, đốn củi đổi gạo sinh sống bình an. Đệ vẫn lo cho huynh. Sao huynh được nhà vua tha tội giết Trăng Tinh? Nhà vua tha tội chết với điều kiện lập công chuộc tội. Là sao? Công chúa Quỳnh Nga, người con duy nhất của đức vua, đã bị con đại bàng khổng lồ bắt cóc đi. Nhà vua yêu cầu ta phải cứu được công chúa về mới khỏi tội chết. Em có cách nào cứu công chúa không? Đại bàng khổng lồ, nó vừa bay qua đây nè. Em nghĩ cách cứu công chúa, anh em ta lập công chuộc tội với nhà vua hen. Dạ được. Đệ đã bắn tên trúng một cánh đại bàng, giờ chúng ta đi theo vết máu có thể tìm thấy nơi đại bàng giấu công chúa. Tốt quá, tốt quá, chúng ta đi ngay thôi. Với bản tính chính trực, Thạch Sanh lại tiếp tục tin lời Lý Thông đi giải cứu công chúa, mà không chút hoài nghi về lời nói của người anh kết nghĩa gian trá. Để xuống dụ con đại bàng ấy lên đây đi. Huynh ở trên này mai phục chờ bắt nó. Được, huynh cứ để đệ xuống. Hãy mau thả dây cho em ta xuống cứu công chúa. Dạ. Thank you.
Công chúa có sao không? Thiếp được chàng cứu thì chàng đã là phu quân của thiếp rồi. Thạch Sơn, mau đưa công chúa lên, chúng ta đang đợi. Thạch Sơn, Thạch Sơn còn ở dưới đó, mau mở cửa hang cho Thạch Sơn. Tráng sĩ, cứu ta với. Tráng sĩ, cứu ta với. Ta là thái tử ở thiên cung, bị đại bàng bắt giữ đã lâu. Ta cảm ơn, đã thắng đại bàng. Sao tráng sĩ buồn rầu vậy? Miệng hang bị lấp rồi, giờ không có lối ra. Đừng lo, chúng ta đi tìm nguồn nước. Ta có thể rẽ nước thành đường để thoát khỏi nơi đây. Đồ đốc khá lắm, thật là một anh hùng kiệt xuất hiếm có. Dạ, tạ ơn bệ hạ. Như đã hứa, ta sẽ gả Quỳnh Nga cho đô đốc Lý Thông. Không, thưa cha, không phải. Người cứu con là Thạch Sanh. Là sao? Quân lính đâu? Ra đây cho ta hỏi. Xin thưa, người kéo công chúa ra khỏi hang chính là đô đốc Lý Thông. Vậy là sao? Còn Thạch Sanh là ai? Dạ thưa bệ hạ, vì thần không rành địa hình ở đó nên có một người dân địa phương tên là Thạch Sanh tình nguyện dẫn đường. Trong lúc thần đánh nhau với quái thú, người ấy cũng có giúp đỡ nên đã hy sinh rồi thưa bệ hạ. Con ơi, con sao vậy? Mau chuyện thái y. Sao lại thế được? Con gái, có gì uất ức con cứ nói cha nghe. Tâu bệ hạ, công chúa vừa bị bắt cóc trở về, chấn động tâm lý, đau thương tột độ nên tạm thời không thể nói được. Cần cho công chúa không gian tĩnh tại, vui vẻ thì may ra có thể lành bệnh. Bẩm bệ hạ, còn chuyện hôn sự của thần với công chúa, ta phải quản lại cho đến khi công chúa khỏi bệnh hẳn. Cho truyền các đoạn hát vào cung, ai làm cho công chúa cười nói trở lại sẽ được trọng thưởng. Thạch Sanh, thiếp xin lỗi vì đã không bảo vệ được chàng. Thạch Sanh con, thấy con sống mạnh khỏe, ta mừng quá. Lý Thông huynh và công chúa có khỏe không? Hôm cứu công chúa ở hang đại bàng, sao con chưa kịp lên thì miệng hang đã bị lấp? Hôm ấy đá lỡ lấp miệng hang, huynh con đã làm mọi cách nhưng không thể cứu con, còn phải đưa công chúa về hoàng cung. Con đừng có trách nó. Nó đã cho người dò la về con khắp nơi, vừa biết con thoát nạn trở về là nó nhờ mẹ đến thăm và mang quà cho con. Biết huynh ấy và công chúa an toàn là con mừng rồi, con không cần quà đâu. Con cứ nhận đi, đó là tình nghĩa huynh đệ bấy lâu. Con đã vì nó vào sinh ra tử mấy phen rồi. Quả nhiên là tan vật ở đây, bắt lấy hắn, giả mang cách báo vật của phủ đô đốc. Ta không ăn cắp, những thứ này có người cho ta, các người muốn lấy lại thì mang đi, ta không ăn cắp. Đô đốc lệnh, ba bắt hắn về tra xét. Lý Thông huynh, đệ bị quan, đệ không ăn cắp. Ngươi có công nhận ta là người giết Trăng Tinh cứu dân, giết đại bàng cứu công chúa và sẽ làm phò mã không? Sao có thể? Đó là những việc đệ đã làm mà. Vậy để đệ sống, ta không yên tâm được. Ta phải nói chuyện này với công chúa, không thể để công chúa lấy người như huynh. Nhìn lại mình đi.
một kẻ mang tội danh ăn cắp thì có thể gặp được công chúa sao? Đàn kêu tích tịch tình ta, ai mang công chúa dưới hàng. Mau, mau mọi người đàn hát kia vào đây cho ta. Dạ. Thì ra Khanh là người đã giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa. Người đâu, để Lý Thông vào đây cho ta, ta sẽ xử tử hắn. Vậy mà nhà ngươi giờ hết công còn vu oan cho Thạch Sanh ăn cắp. Dạ, tâu bệ hạ, xin tha tội chết. Con ơi, một ngày ở cùng nhau cũng là tình nghĩa gia đình. Mẹ xin con tha thứ cho anh con, hãy xử tội mẹ đi con. Thưa đức vua, mẹ con Lý Thông tuy có tội nhưng thần không muốn lấy quán báo quán. Xin người hãy tha tội chết, cho mẹ con hắn về quê sinh sống, cấm đến hoàng cung. Được, để lời Khanh, ta tha cho Lý Thông. Người đâu, truyền lệnh tước chức quan cho Lý Thông về quê. Tạ ơn bệ hạ và công chúa, cảm ơn Thạch Sanh. Thưa cha, còn chuyện người hứa gả con cho ai có thể cứu con khỏi móng vuốt của Đại Bàng thì... Còn đó, nhớ thương Thạch Sanh đến á khẩu làm trẫm lo lắng. Bây giờ các con đoàn tụ rồi, ta đâu nỡ ngành chia. Thưa quan thượng, Lý Thông được tha, mới đi tới sân rồng đã bị sét đánh chết rồi. Người ăn ở gian ác, trời không dung, đất không tha. Vua nước Nam còn thương ta, không gả công chúa Quỳnh Nga cho ta, mà đi gả cho kẻ đốn củi không cha không mẹ. Tâu bệ hạ, quân lính 18 nước chư hầu đang kéo đến rất đông ngoài cổng thành ạ. Bọn chúng không lấy được công chúa nên đã muốn gây hấn từ lâu. Nay nghe công chúa lấy Thạch Sanh nên kéo quân đến xâm lăng đây mà. Xin vua cha chớ lo, hãy để con lo liệu. Thưa các vị, khách đến nhà chỉ ít chúng tôi cũng gãi bữa cơm. Giờ đây có một thách đấu. Rồi. Tôi mời các vị ăn cơm, nếu ăn hết niêu cơm này thì tôi thua. Bằng không các vị phải trở về vô điều kiện. Nhờ có hai báo vật thái tử ở thủy cung trả ơn, Thạch Sanh đã đánh đuổi được quân lính 18 nước chư hầu, lần nữa lập công với nhà vua. Sau đó, Thạch Sanh được cưới công chúa và truyền ngôi báo. Nước Nam được cảnh thái bình, no ấm.